liquid matte lipstick, and this is in shade Everlasting Scarlet. Here's the applicator. Let's go. Okay, wow! This combo is stunning. Wow, that combo is stunning. Ngân cũng có một cây, cây này là màu số 320, màu gì, tên gì Ngân không nhớ. Còn cái cây này Ngân mới mua cái màu giống cái shade giống như chị đó luôn, là màu số 442, là Everlasting Scarlet. Thì bây giờ mình sẽ test nha. Coi cái màu một cũ, cái màu mới có khác gì nhau không? Đây, là cái này nó hơi kem kem đất đất á, thì còn cái này nó đỏ, chắc là thâm thâm giống video rồi. Ok, mọi người đừng có quên là vẽ cái liner lên trước nha. Sẽ son nó thơm chứ gì ta. Oh my god. Oh my god. Wow. Trời ơi. Giờ tưởng tượng mình đang đi hẹn hò đi nha. Vô nào, bây giờ hai cây nào cũng đẹp hết. Vô. Oh yeah, hai anh. Không biết là mẫu bạn gái của anh là như thế nào anh ha. Yeah. Anh nói sao anh không thích con gái make up hả? Oh. Em ơi tính tiền. Anh không thích con gái make up em ơi. Tính tiền. Nói chưa. Ai mà kêu không thích con gái make up. Tính tiền gấp đi mọi người. Tính tiền tỉ nhau, thank you, next nha. Anh thích em đẹp tự nhiên. Anh thích em không make up, dối trá, lừa lọc. Đi ra ngoài đường mà thử thấy mấy cô make up full face, nhìn liếc con mắt, lé luôn con mắt, nhìn đắm đuối, nhìn từ bị cợt mà qua hết cợt, dối trá. Thôi được rồi, đẹp quá. Chắc có lẽ là Ngân sẽ mua thêm màu rồi đó các bạn ơi. Hai màu nào tôi cũng chết hết, tùy nha. Các bạn hãy kiếm lại video cũ để coi cái Ngân test cái màu này. Ngân đã test hai clip cái màu này rồi. Đây là clip đầu tiên của em này. Bye.